Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì bây giờ mình sẽ chơi lại theo rất nhiều yêu cầu của các bạn. Bảo mình là hãy chơi về nhân vật nữ chủ tế. Thì bây giờ mình sẽ mang một bộ skin thường cho bạn cùng xem. Lâu lâu thì mình sẽ đổi gió với một bộ skin thường thôi. Kiểm tra. Phải kiểm tra nhé, kiểm tra xem là quay video chưa. Có rất là nhiều trận rất là tiếc, bởi vì nhiều khi mình chơi xong mình quên lưu vít á. Trời ơi, buồn ơi là buồn luôn. Ai mà làm những cái clip mà các bạn quên sell thì các bạn sẽ rất là tức về cái phần này. Đặc biệt là khi mà chúng ta làm guộc á, các bạn biết làm guộc gõ văn bản á, hoặc là các bạn vẽ chẳng hạn, quên lưu một phát thôi là khóc ròng. Bao nhiêu công sức mình bỏ ra, thời gian rất là quý, đến khi mà mình quên sell một cái thôi là đổ sông đổ biển hết. Ồ, gặp Red Lady. À, bà này bá đảo gương rồi. Cứ bình tĩnh. Giời. Đi qua vòng đi. Ô, không đi. Buồn thế, tưởng đi qua vòng mình sẽ đập cái ván mà không đi. Phí cái vòng. À, chuyển sang địa điểm khác cai thôi. Ôi, cái gương kìa. Eo ơi, mình đi ngang thôi. không dại đi dọc vào đâu. Sợ xanh người luôn á. Ấy. Sắp tới là Red Lady sẽ được bán với một bộ trang phục lẫn một bộ phụ kiện. Nhìn cái con dao nó khá là giống với một cái lông chim. Rất là giống với bộ phụ kiện của nhân vật Joseph luôn. Các bạn hay nhắn tin bảo mình là cái đó gọi là núm vú tình yêu. Mình không hiểu tại sao lại có cái nguồn gốc như vậy nữa. Nghe cũng khá là hài. Ủa, đi nhanh thế. Ui, phải chuyển sang vị trí khác. Gấp. Ấy, úi giời ơi. Tím hai tạo gương hơi lỗi. Cái đó phải tạo gương trước ván thì các bạn mới có thể lấy cái bóng áp sát mình được. Còn đây thì tạo gương đằng sau thì khó bắt là đúng rồi. Nhánh 39 đây. Tăng tốc chạy. Ôi, cai được hai máy này mọi người ơi. Sướng vãi. Nói chung là đừng có đập ván. Đập ván hết chỗ cai đấy. Ôi đúng rồi, tạo gương như vậy mới là sợ này. Ôi biết ngay mà. Đấy, các bạn thấy kỹ năng tạo gương ở trước cái ván á, thì cơ hội chém chúng mới càng cao. Ôi chuồn thôi. Còn dí mình không? Tim đỏ vãi. Ôi, cơ bồi móc kìa. Tiểu bắp dạo này hay chơi cơ bồi lắm. Kiểu như trước kia thì cũng móc trúng gà trúng vịt, nhưng bây giờ thì móc trúng người rồi. Cẩn thận không có chém gục đấy. À, hai lực sĩ bảo kê cho mình, thương ghê. Ôi, tốc biến. Ôi, pha tốc biến sợ thật đấy. Mình chuồn đây. Có hai ông bảo vệ thì rất là sướng. Thôi, đợi mình heo đầy máu rồi mình chơi tiếp. Căng vãi. Vẫn dí mình. Úi dồi ôi, mỗi người một chém. À, Hương Sư giật nước hoa hay thế. Bạn Hương Sư này là người nước ngoài, tại vì hồi nãy cũng có nói chuyện với các bạn ấy bằng tiếng Việt nhưng mà không hiểu. Đến khi mà đổi sang tiếng Anh một chút là bạn trả lời liền. Quay đều. Chuẩn bị được heo rồi mọi người ơi. Ôi. Hương Sư, cái gì vậy Hương Sư? Trời ơi,
khóc. Bên kia là tiền đạo. Nhấc bóng lên hổ gái. Cẩn thận không nó chém. Eo ơi, nhấc bóng đi. Tung 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 tung. Ôi không cứu được rồi. À hay quá cá bồi. Đẻo thế. Ôi sướng ghê trời. Ôi nó vẫn dí mình. Thanh niên cay. Trời ơi. Tôi làm gì nên tội hả trời. Ôi cái gương tạo hay thế. Ôi một lúc né hai đứa sao chơi. Rồi ôi một lúc cai hai, vừa hình vừa bóng thế này ai mà chơi nổi. Giờ thì mình đang có nhìn buồn cười, thuê hai vệ sĩ. Úi dồi ôi, Hương sư cẩn thận. Hai vệ sĩ kiểu như là mày ngon nhất bóng hộ tao. Úi dồi Hương sư, trời ơi bạn này đảo gương hay ghê luôn. Đập ván hơi sớm, đập ván hơi sớm. Còn đúng một máy à. Oài cái gương kìa. Cẩn thận cẩn thận. Không dám nhấc bóng luôn. Không dám nhấc bóng. Rất là sợ. Trời ơi, cắm lắm mắt thế. Hai thanh niên cứ đứng. Ai nhắn tin cũng biết, để mình kiểm tra xem. Ôi đi ra chỗ khác đi, để mình có thể gọi là nhảy cửa sổ cho nó xong. Khiếp tôi không có. Khổ thật đấy. Ôi cứu hụt rồi. Rồi, rồi, cơ hội tới, cơ hội tới. Cơ hội. Chạy thôi. Úi dồi ôi, cái bóng. À, bình tĩnh. Má căng vãi nồi luôn á trời. Ai đi sửa máy đi, Hương sư cũng sống dậy rồi. Mừng quá. Đây, mình thì dư vòng lắm, dư vòng lắm. Tiếp tục. Ôi cái bóng kìa, cái bóng của mình nó cũng lòi ra luôn. Đứng trong đây không dám ra luôn á. Ôi nó à. Ôi. Ông cao bồ này đều đấy nhờ. Móc mấy pha buồn cười ghê. Đi sửa máy đi, đi sửa máy. Lật ván, ôi không được rồi. Úi dồi ôi, hên vậy. Thôi xong gục rồi. Eo ơi, lần này thì mình hết tự trị thương luôn. Buồn hết sức, buồn hết sức. Tiền đạo đang lục cái gì đấy. À, nó chém hay vậy nhở, cao bồi bị một đòn rồi. À, lại chạm mình một phát nữa là mình lại sống dậy thôi. Nhưng mà nhìn mặt Red Lady công nhận là đẹp gái thật. Giá như khuôn mặt này nó có cái màu da giống như da người, tóc màu đen thì xinh cực kỳ luôn. Cẩn thận nhá, không gục đấy. Ủa nó tạo nó xoay gương kìa. Ok, một phút sao nhãng. Nổ máy luôn, đúng rồi, đúng rồi. Nổ máy đi để mà thoát nữa. Mình thì quá trời cổng luôn. Thanh niên vẫn còn đặt cái con mắt soi mình kìa. Không, mình không có nhảy xuống đâu, bình tĩnh.
chuồn thôi. Ôi cái gương. Ôi trời ơi, chém hay vậy. Má. Đều kích thế trời. Thôi xong, quả này thì bay thật. Quả này khét lẹt người không nổi rồi. Thôi đi trước đi, đừng có cứu, đi trước đi. Cố gắng thắng trận này đi, đừng có để cứu mình mà gục hết, chảy máu chết rồi, không có cứu được đâu. Ôi thật là đau lòng. Rồi mình sắp chảy máu rồi. 3 2 1. Ủa chưa chảy máu nữa. 3 2. Ủa. Ôi trời ơi, lần đầu tiên chảy máu chết luôn á. Nhẫn tâm ghê. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip ở đây thôi. Với hai vệ sĩ bảo kê mình quá là tốt, nhưng mà rất là tiếc, nhiệm vụ bất khả thi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.